Chị hai chưa về nữa. Anh ăn cơm với gì vậy? Ba khía nè, ăn nhanh đang đi học, bữa nay thi á. Vậy thôi anh ăn đỡ đi, cũng thôi trễ á. Chị hai mà về sớm là chỉ mua gì cho anh ăn rồi. Chứ ngày nào cũng ăn ba khía, sao gục chết luôn á. Thanh thần rồi. Thì chắc bà chị hai bà mua trứng chiên hay trứng luộc gì đó. Chứ có cao lương quý mỹ vị gì đâu mà trông mà ngóng. Trời. Thôi kệ, ăn ba khía mặn miệng dễ nuốt cơm. Đã lấy vợ hèn vợ nghèo thì xác định luôn rồi. Ăn để mà sống, chứ ở đây mà sống để mà ăn, chắc chết vì tuổi vì nhục hồi đời nào. Anh nói gì kỳ quá à. Anh á là đàn ông trai, chưa làm ra tiền. Hai vợ chồng mình á là sống dựa vô chị hai. Anh nói vậy á, hai nghe hai buồn lắm á. Đàn bà mấy người hay buồn mấy chuyện nhỏ nhặt quá ha. Anh nói cho em nghe, không phải là tôi không làm ra tiền, tại tôi còn đi học. Chứ không lẽ bản thân tôi không muốn đi làm. Mà em nghĩ là coi, tại ai? Tại ai mà anh dướng vô cái cảnh mà vợ bìa con dướng như vậy? Tại em. Tại em bé trai á. Em bé trai tôi mới ra nông nổi này nè, không? Anh nói vậy mà nghe được hả? Nói tiếng Việt chứ đâu phải tiếng Miên đâu mà nghe không được.